dạ đúng không? Dạ đúng không? Dạ đúng không? Chị bán hơi rồi. Chị bán hơi cho tôi dương bán. Dương bán cho tôi trong lúc nào thì phải buôn đôi giặt. Ta lâu quá, gọi cho đeo ghi bán. Mày đây là vay mấy anh? I
Dạ đi lui đó. Rồi em thoát em đặt em làm đại em thoát đó. Em thoát đó. Để cho anh các bạn biết nó. Đâu đó, đâu đó, đâu đó.